cuộc đua vào ghế tổng bí thư, vì sao khác thủ tướng, Tô đại tướng đang tự bắn vào chân mình. Kể từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990 về việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì câu thành ngữ Bắc Kinh đổ mưa thì Hà Nội dương ồ đã phản ánh rất rõ sự phụ thuộc của ban lãnh đạo Ba Đình với nhà cầm quyền ở Trung Nam Hải. Nhất cử nhất động của lãnh đạo Việt Nam bắt buộc phải tuân theo chỉ đạo từ Bắc Kinh, và ngược lại, bất kỳ ai trái ý lãnh đạo Trung Quốc đều phải nhận kết cục hết sức bi thảm, như Đình La Thăng là một ví dụ. Sau khi chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam vừa kết thúc, thì tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 22 tháng 6 đưa tin Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp sang Trung Quốc. Bản tin cho biết, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đến thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc để tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ ngày 24 đến 27 tháng 6. Đây là hội nghị sẽ quy tụ hơn 1.500 nhà lãnh đạo cấp cao từ các nước trên thế giới theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 3 của Thủ tướng Việt Nam trong vòng một năm. Không biết lần này Thủ tướng Phạm Minh Chính có cơ hội yết kiến Chủ tịch Tập Cận Bình hay không. Trong khi đó, trận chiến quyền lực của lãnh đạo cấp cao của Việt Nam không hề dừng lại. Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an vẫn tiếp tục xử lý, thanh trừng các lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo thuộc phe Nghệ Tĩnh. Thậm chí ngày 11 tháng 6, khi tiếp đại sứ Trung Quốc Hồng Ba, Chủ tịch nước Tô Lâm còn lên tiếng phản đối và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt việc cho tàu khảo sát địa chất Hải Dương 26 gây rối ở khu vực Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đáng chú ý, theo các nguồn tin chưa được kiểm chứng, chưa được tiết lộ, Chủ tịch Tô Lâm sẽ thăm Hoa Kỳ vào giữa tháng 7 năm 2024, trong khi chưa thăm Bắc Kinh. Theo thông lệ, các nhân vật tứ trụ buộc phải thăm Bắc Kinh đầu tiên sau khi nhậm chức. Do đó, việc Tô Lâm công du Hoa Kỳ trước khi sang chầu Bắc Kinh là một chỉ dấu bất bình thường. Tô Lâm và Phạm Minh Chính là những nhân vật được đánh giá là có khả năng cao nhất để trở thành Tổng Bí Thư tại Đại hội lần thứ 14 vào năm 2026. Theo giới phân tích quốc tế, Chủ tịch Tô Lâm là người có khả năng cao nhất thay thế ông Trọng. Giáo sư Abusha từ Hoa Kỳ đánh giá như sau. Việc ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều rất có khả năng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, dù có những đồn đoán Tô Lâm được ban lãnh đạo Bắc Kinh chấm, nhưng để chiến thắng được Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là việc không hề dễ dàng. Giáo sư Thayen thì nhận xét, ông Tô Lâm là một nhân vật gây tranh cãi trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn vào cuối năm 2023, ông Tô Lâm có số phiếu tín nhiệm cao khá thấp, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ưu tiên việc đồng thuận nội bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn cũng xuất thân từ Thứ trưởng Bộ Công an và cũng từng là đệ tử ruột của Thủ tướng hai nhiệm kỳ ông Ba Dũng, như ông Tô Lâm vậy. Nhưng lại trái ngược với ông Tô Lâm, ông Chính lại nhận được sự ủng hộ cao của tập thể lãnh đạo đảng. Giáo sư Thèn cho biết, trước đây khi ông Phạm Minh Chính đối mặt với cáo buộc, ông lại được đa số thành viên Bộ Chính trị đã phản đối việc xử lý kỷ luật ông Chính, theo đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Liên quan đến việc Chủ tịch Tô Lâm vẫn tiến hành công cuộc tảo thanh đối với các nhân vật phe lãnh đạo Nghệ Tĩnh như Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc hay Trần Hồng Hà. Theo giới thạo tin, đây là những sai lầm chết người của Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an khi cố tình trái lệnh thiên triều. Nhưng đây cũng là điều ông Tô Lâm biết rất rõ. Song vì mục tiêu đào tận gốc, chốc tận rễ, hệ thống chân rết quyền lực của Tổng Trọng, cho nên Tô Lâm bất chấp tất cả. Ông Tô Lâm có một điểm yếu trầm trọng, đó là việc tập đoàn Xuân Cầu với em trai ông đã lớn mạnh cùng tài sản nhiều tỷ đô, chủ yếu là nhờ vào quyền lực và các mối quan hệ của ông Tô Lâm. Trong lúc này, tập đoàn Xuân Cầu bị đồn rằng họ đang bị quân đội điều tra về một thương vụ đất đai ở Đài Phát Thanh Mễ Trì, ngay trung tâm thủ đô, nơi mà ông Tô Dũng đang đầu tư xây dựng trên đó. Nếu tin đồn này là chính xác thì khả năng cao ban lãnh đạo Bắc Kinh có thể tiếp tay cho phe Nghệ Tĩnh liên kết với Bộ Quốc phòng để lật lại hồ sơ tập đoàn Xuân Cầu, thì chắc chắn ông Tô Lâm khó có thể thoát được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, vì sao khác Thủ tướng, Tô Lâm đang tự bắn vào chân mình.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao thái độ của Phan Văn Giang khiến người ta nghi ngờ về quyền lực của ông Tô Lâm? Tổng thống Nga Putin phải có chuyến thăm ngắn trong 22 giờ đến Việt Nam, một chuyến đi theo lối đi đêm về hôm, và không xứng tầm người đứng đầu của một cường quốc. Dù chỉ với một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, nhưng ông Putin đã tiến hành một loạt các hoạt động cần thiết. Ông lần lượt có các cuộc gặp với tất cả các tứ trụ của Việt Nam. Cụ thể đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Bỏ qua vấn đề về sức khỏe đã khiến ông Tổng Trọng không thể thực trực tiếp chủ trì lễ đón tiếp ông Putin như từng làm với Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2023. Nhưng Tổng Trọng vẫn cố gắng hội đàm với Tổng thống Putin, được đánh giá là nỗ lực của ông Tổng Bí thư và phe đảng muốn chứng minh cho thấy quyền lực và ảnh hưởng của Tổng Trọng vẫn đang tồn tại. Đồng thời, ông đã nỗ lực này để đập tan những đồn đoán ác ý cho rằng Tổng Trọng đã bị Tô Lâm tước hết quyền lực trong đảng. Ông Putin thăm Việt Nam với tư cách là Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga, tức là một nguyên thủ quốc gia. Ông đã không còn là người đứng đầu đảng nước Nga thống nhất từ năm 2012, nhưng không lý do gì để Tổng Trọng phải tham gia hội đàm. Theo giới quan sát, trong một clip truyền thông nhà nước đăng tải về cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin với Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang ngồi bên tay phải của ông Tô Lâm có thái độ được cho là khá căng thẳng, thể hiện rõ trên khuôn mặt. Không ít hơn 3 lần người đã thấy tướng Giang rút khăn lau tay ra lau mắt. Có ý kiến cho rằng có lẽ do nhiệt độ trong phòng họp quá nóng hay do tướng Giang thể hiện sự bất bình với quan điểm của Chủ tịch nước Tô Lâm về lĩnh vực quốc phòng, cụ thể là việc mua vũ khí của Liên bang Nga. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 6, tại nghị trường Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra và thảo luận tổ về dự án luật phòng không nhân dân. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là việc sử dụng máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ hiện nay. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã phát biểu, phương tiện chiến tranh ngày hôm nay hiện đại, ngày mai có thể đã lạc hậu, không thể theo kịp. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể lại mang cái lạc hậu về nhà. Tuy nhiên, giới thạo tin không loại trừ khả năng, tướng Giang đã bày tỏ thái độ không chấp nhận việc Chủ tịch nước Tô Lâm là người thay thế Tổng Trọng trong lễ đón Tổng thống Nga Putin. Giới phân tích quốc tế đánh giá về Chủ tịch nước Tô Lâm, theo đó trong bài bình luận tựa đề Khất sĩ Thích Minh Tuệ mang đến sự tương phản đáng hổ thẹn cho giới lãnh đạo Việt Nam. Giáo sư Abuja đã đánh giá về ông Tô Lâm như sau. Điều chớ trêu mà ai cũng thấy là sau tất cả cuộc thanh lọc, chấn áp, người đàn ông xuất hiện ở vị trí chiến thắng lại là người đã bị quay phim khi ăn món bít tết bò rát vàng trị giá hàng ngàn đô la tại một nhà hàng của một đầu bếp nổi tiếng ở London sau khi quan chức này đặt vòng hoa tại mộ của Karl Marx. Lẽ ra đó có thể là sự kết thúc của một sự nghiệp, nhưng với cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm, cách phòng thủ tốt nhất chính là chủ động tấn công, và ông ta đã hạ bệ từng đối thủ của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả, một sự thể hiện tham vọng cá nhân chưa từng có tiền lệ trong hệ thống vốn tự hào về sự lãnh đạo tập thể. Đánh giá của giáo sư Abuja cho thấy không có cái gọi là đồng thuận từ các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, mà thái độ của Bộ trưởng Phan Văn Giang có thể coi là một hình mẫu đại diện. Đối với Đại tướng Lương Cường, một tay chân đắc lực của Tổng Bí thư, thì chắc chắn không có sự đồng thuận và tôn trọng cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, dù là nhỏ nhòi. Điều đó chứng tỏ luồng dư luận cho rằng ông Tô Lâm lên chức Chủ tịch nước và thâu tóm được quyền lực dựa vào sức ép từ bên ngoài. Vẫn theo giáo sư Abuja, ông Tô Lâm giờ đây là Chủ tịch nước, đã chỉ làm theo lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư 80 tuổi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đánh giá của giáo sư Abuja tại Học viện Chiến tranh Quốc tế của Hoa Kỳ đã khiến cho nhiều người nghi ngờ về quyền lực của Chủ tịch nước Tô Lâm, vốn là một trùm an ninh của Việt Nam. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao thái độ của Phan Văn Giang khiến người ta nghi ngờ quyền lực của Tô Lâm? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de